kiến thức và giải trí, trân trọng kính gửi đến quý vị và các bạn. Hồi ký của cựu chiến binh Võ Văn Hà, cựu chiến binh sư đoàn 307 trong chiến dịch biên giới Tây Nam. Cuốn sách này chính là hồi ức sống động của một người lính tại chiến trường Tây Nam hơn 30 năm về trước. Những người anh hùng vô danh đã nằm xuống cho đất nước chùa tháp hồi sinh, những người trở về thì yên lặng cố hòa mình vào cuộc sống nhưng dù thế nào trong họ vẫn luôn cháy một ngọn lửa hồi ức chẳng bao giờ tắt về những ngày tháng chiến đấu bên cạnh đồng đội. Tuổi trẻ các anh đã hiến dâng cho Tổ quốc chẳng một chút đòi hỏi. Những dòng hồi ức này là của một người lính thực thụ, anh đã cầm súng chiến đấu vì đất nước và sự sống của chính mình. Qua ngòi bút của chính tác giả, một nhà giáo đã phát họa nên một bức tranh sống động về chiến tranh và những người lính trong chiến tranh. Chiến tranh đâu phải là những con số lạnh lùng hay chỉ biết đánh nhau ở đó còn biết bao điều thú vị, nghìn chuyện cay đắng. Phần thứ hai, trận đánh căn cứ xa XB, phía nam đường 19. Để chuẩn bị tạo bàn đạp cho cuộc phòng thủ biên giới những tháng cuối năm 1978, đánh những đòn phủ đầu, không cho chúng quậy phá ta sau này tôi mới biết là chúng ta đánh để chọn những vị trí thích hợp. Chuẩn bị cơ sở vật chất hậu cần cho cuộc tổng tấn công giải phóng các tỉnh vùng Đông Bắc Campuchia bằng cách phá tan các căn cứ của địch, chiếm lấy các điểm cao dọc đường 19 tạo các trận địa pháo cấp quân khu hỗ trợ cho bộ binh tác chiến, tạo vùng đệm an toàn cho ta. Sư đoàn 307 quyết định đánh khu Sa XB ở phía nam đường 19 và lực lượng tác chiến chính là toàn bộ E95 dưới sự yểm trợ tối đa của pháo binh quân khu. Thật ra căn cứ này chúng ta đã đánh chúng một lần vào đầu mùa mưa 1978, có thể tháng 5 hay tháng 6 dương lịch và lực lượng tham gia là trung đoàn bộ binh 95 và trung đoàn bộ binh 31 thuộc sư đoàn 2 lúc này ta chưa thành lập hai sư đoàn 307 và 309. Phần này tôi chỉ nghe anh em lính trinh sát của E bộ binh 95 kể lại, khi chúng ta chưa ổn định đội hình, chúng đã tấn công ta, và ta dành với chúng từng cứ điểm của vùng này, rằng có một thời gian khá dài với bao khó khăn và thương vong. Sau ngày đánh căn cứ rừng khộp, chúng tôi nhận nhiệm vụ trinh sát thực địa khu vực này, vùng này địa hình không hiểm trở lắm, nhưng có cái bất lợi là vùng chúng nên bị ngập nước rừng rậm nguyên sinh khó di chuyển. Để nắm được địa hình của căn cứ này, chúng tôi phải ngâm mình dưới nước cả ngày, vì chúng đóng quân quanh các hồ nước. Anh em chúng tôi phải chịu mối trích. đỉa đeo, có con cắn no gỡ ra to bằng cán dựa, cân lên cũng khoảng hai lạng. Có một lần khi chúng tôi tiếp cận chúng xong, một toán địch mới đến đóng chốt, cản đường chúng tôi trở về đơn vị vô tình bị chúng bao vây coi như mất liên lạc với sư đoàn. Đồng chí thông tin đành phải gói máy PRC-25 vào bao ni lông và chôn xuống đất theo chúng tôi xuống hồ chứ đâu ở trên bờ được nữa. Ban đêm phân công anh em theo dõi địch, nắm chính xác nơi nào địch nhiều, địch ít, để tìm nơi sơ hở thoát vòng vây của chúng. Do bị đói và bị mất máu do đỉa, nên nhiều anh em có triệu chứng muốn xỉu và lên sốt. Chúng tôi xác định chính xác nơi chúng bố trí ít quân, tìm cách thoát ra. Đồng chí Bửu, lính tháng 5 năm 1978 quê Hoài Nhơn Bình Định, trinh sát Trung đoàn 95, là người vượt đầu tiên mở đường cho anh em. Cả đội hình lên bờ an toàn thì gặp một nhóm địch. Cả đội hình nằm im chuẩn bị. Chúng đi lại, hút thuốc gần sáng không thấy chúng thay gác. Chúng tôi tiếp tục vượt qua đội hình của chúng. Anh bảo trung đội trưởng, tôi và anh thực lính 1974 quê Cao Bằng thành một tổ. Vượt qua mặt địch chỉ cách hai thằng tốt đang ngủ gật khoảng 5 mét. Âm thầm và lặng lẽ trong không khí nghẹt thở. Anh em gom quân, cố gắng vượt qua khu vực địch ở khoảng 2 km. Thì trời tờ mở sáng, cả đội hình dừng lại nghỉ ngơi và nói theo thời nay là xả stress. Anh em mệt là, đói, căng thẳng. Xác định lại tọa độ, thì thấy chúng tôi cách đường 19 khoảng 6 km, nhưng đoạn này địch đang làm chủ. Nếu cắt đường tiếp cận với đường 19, ở đoạn an toàn có ta thì khoảng gần 10 km. Anh em không ai nói với ai lời nào. Suy tư tính toán. Cuối cùng anh em hạ quyết tâm vượt mọi khó khăn để về đơn vị. Thay phiên nhau đi đầu. Dìu bạn vượt qua các bình độ và bãi lầy. Mặt trời đứng bóng chúng tôi cách đường 19 khoảng 500 mét. Lúc này chúng tôi hầu như không ai bước nổi nữa. Tản ra nằm la liệt dưới những gốc cây dầu khọc to. Cuối cùng anh bảo chọn ra 6 anh em còn sức. Trong đó có thành viên quân sự bám ra mặt đường 19 để bắt liên lạc với các đơn vị của ta. Những anh em còn lại cảnh giác cao độ và chuẩn bị tinh thần tác chiến. Lại băng rừng trong căng thẳng, mệt và đuối sức. Đang đi thì tôi nghe tiếng động. Anh em dừng lại quan sát. Sau khi xác định là lính ta, Chúng tôi tản ra đường ở khoảng cách xa và la lớn. Trinh sát 307 đây. Trinh sát 307 đây. Chúng tôi thấy anh em đơn vị bạn cũng nhào ra đường và bám vào các thân cây to la lớn đơn vị nào. Đơn vị nào. Anh Bảo nói với tôi và đồng chí thông tin. Quê ở Tuy Hoặc Phú Yên lâu quá quên tên. Anh em yểm trợ. Tôi ra đường xem sao. Anh đi chậm rãi và bình tĩnh. Miệng luôn la lớn trinh sát 307 đây. Trinh sát 307 đây. Thấy anh Bảo có một mình anh em đơn vị bạn cũng cho ba người bước ra đường và nhận ra nhau. Thì đây là chốt tiền tiêu của tiểu đoàn 7, trung đoàn 31 sư đoàn 309. Sau khi nghe chúng tôi nói còn một số anh em phía trước nữa, các đồng đội tiểu đoàn 7 khẩn trương vận động theo trục đường, mang theo võng và thuốc Tây, lương khô lên tiếp tế, giúp đỡ anh em còn nằm lại về chốt tiểu đoàn 7. Chúng tôi nhờ tiểu đoàn 7 điện về đơn vị qua tổng đài của sư đoàn 309, thì nhận được chỉ thị của chính ủy Lê Lung cho anh em nghỉ ngơi tại chỗ và đơn vị sẽ cho xe lên đón về. Biểu dương tinh thần của các đồng chí khi về đến sư đoàn bộ, mọi người ở đơn vị mới thở phào nhẹ nhõm, vì bất cứ tình huống xấu nào xảy ra với chúng tôi thì ý đồ tấn công của đơn vị hầu như là bị lộ. Nghỉ ngơi chỉ được một ngày, một số anh em còn khỏe lại tiếp tục lên đường, cùng với một số anh em trinh sát trung đoàn bộ binh 95, tiếp tục thực hiện nhiệm vụ trinh sát địch, lần này có trợ lý tác chiến sư đoàn đi cùng tăng cường thêm một máy PRC-25. Chúng tôi lại phải lội suối, băng rừng, tiếp tục con đường ra trận của người trinh sát. Nhiệm vụ trinh sát lần hai. Rút kinh nghiệm đợt trước, địa bàn trinh sát rộng nhưng lực lượng ít, dễ bị thụ động trong xử lý các tình huống. Ta tăng cường quân và chia theo hai hướng về phía căn cứ chúng. Cánh chúng tôi gồm 20 anh em, trang bị máy PRC và tăng cường thêm hai khẩu B-40 cắt theo đường vòng qua các khu sình lầy khó di chuyển. Ta nghi rằng địch không có đóng quân, từ vị trí sư đoàn bộ đến vị trí 20 km, một ngày đường. Xế chiều chúng tôi còn cách đơn vị của chúng khoảng 2 km, và dừng quân chở cánh quân thứ hai. Lính lác nên không thể biết cánh quân kia đi hướng nào. Gần 5 giờ chiều cả hai cánh quân hợp lại. Đồng chí trợ lý tác chiến sư đoàn nhận xét về tình hình địch trong ngày. Nhắc nhở anh em cẩn thận tuyệt đối không để xảy ra trường hợp nào có thể bị lộ. Vì nếu lộ thì đội hình đơn vị khó trở về an toàn, vì xung quanh lực lượng địch rất đông, chúng lại thuộc địa hình hơn ta. Chúng tôi tản ra các vị trí xung quanh, chốt lại chờ ngày mai sẽ trinh sát tiếp. Xung quanh các hoạt động của địch đều được chúng tôi quan sát kỹ, tiếng động nhiều nhất là tiếng cưa cây, chứng tỏ chúng đang củng cố công sự, nhưng không thấy chúng đốn cây to. Trời sáng hẳn, chúng tôi ăn sáng bằng lương khô 702 và chuẩn bị xuất phát. Chia làm ba mũi, chúng tôi áp sát vào đội hình địch và dự phòng tọa độ tình huống khi có chuyện xảy ra. Mũi của chúng tôi là vòng bên trái đội hình địch, có 12 anh em, rất may là xung quanh chúng không bố trí mìn, nên cũng thuận tiện cho ta tiếp cận. Đội hình địch đóng chốt xung quanh bờ hồ, công sự sơ sài. Tôi phát hiện ra khẩu DKZ-75 của địch để phía trên công sự, cách tôi khoảng 30 mét. Chúng im lặng đào hầm không có đi lại nhiều. Tôi nhìn gió mặt được khoảng vài thằng lính ra mặc quần đùi có lẽ đang lao động, có một số nữ ra mép hồ múc nước và tắm rửa, mới sáng mà sao tắm sớm thế. Dĩ nhiên chúng tôi miễn phí, chúng cũng biết ăn bông điên điển nữa đấy. Thời gian cứ mãi trôi. Khoảng 2 giờ chiều chúng tôi được lệnh rút ra khoảng hơn 1 km và chờ lệnh. Tham mưu trưởng sư đoàn lệnh cho chúng tôi chia làm bốn nhóm, bám sát địch, tạo một hành lang an toàn từ đó về đơn vị, mỗi nhóm cách nhau 4,5 km. Tôi nằm trong nhóm cuối cùng tức là nhóm tiếp cận với đường 19, xác định điểm dừng chân của các nhóm xong, toàn bộ nằm trong rừng gai Ozo. Nhóm chúng tôi rút ra đường 19. Trên đường chúng tôi gặp ba lần địch, mỗi nhóm khoảng hơn chục tên, trang bị quá dữ dằn. Chắc chúng quậy phá anh em 31 hay 94 gì đó, vì từ tờ mở sáng chúng tôi đã nghe tiếng súng nổ hướng trung đoàn 31 và trung đoàn 94. Ra đến đường chúng tôi bắt liên lạc với anh em trung đoàn 29 đang chờ chúng tôi tại đây đồng chí trợ lý tác chiến sư đoàn giao nhiệm vụ cho bộ phận chốt tiền tiêu xong. Chúng tôi về sư đoàn bộ báo cáo tình hình. Anh em chúng tôi mắc võng, nấu nước trà, ăn lương khô tán gấu chuyện hồi sáng. Tắm. Sáng hôm sau, tôi được phân công lên chốt của trung đoàn 29 và bám tại đây chờ lệnh. Tôi biết rằng, ngày hôm nay toàn bộ các cán bộ trung đoàn 95 và của sư đoàn đi trinh sát thực địa lần cuối trước khi nổ súng. Đạn M-72 của Mỹ được chuyển lên chốt trung đoàn 29 khá nhiều ngồi ở chốt tôi thầm mong đội hình đi đầu xuôi đuôi lọt. Cả ngày hướng đó không nghe súng nổ. Khoảng 3 giờ chiều bộ phận tiền trạm ra đến đường 19, ở lại luôn với chốt trung đoàn 29. Nhìn đội hình tôi thấy vắng trợ lý trinh sát, phó tham mưu trưởng của trung đoàn 95 và một số cán bộ khác của sư đoàn. Cuộc chiến chuẩn bị, trung đoàn bộ binh 95 và trận với khí thế của một trung đoàn anh hùng. Trung đoàn bám trụ chịu đấm ăn xôi đầu tiên trên khu vực này. Tiếng súng đã nổ ở xa XB. Mọi việc chuẩn bị đâu đó xong, toàn trung đoàn 95 ra trận. Việc đầu tiên là bộ phận thông tin hữu tuyến, phải hoàn chỉnh đường dây liên lạc từ chốt của trung đoàn 29 đến cách căn cứ của địch khoảng 2 km. Theo kế hoạch, toàn bộ trung đoàn 95 sẽ hành quân và áp sát mục tiêu ngay trong đêm. Từng tiểu đoàn và trận theo thứ tự là tiểu đoàn 3 của thủ trưởng giữa, tiểu đoàn 2 của thủ trưởng nho và cuối cùng là tiểu đoàn 1 của thủ trưởng nam. Mỗi tiểu đoàn xuất phát cách nhau 30 phút bộ phận hỏa lực của trung đoàn tăng cường cho các tiểu đoàn thì hành quân theo đơn vị đó. Từng tiểu đoàn một bám theo đường dây hữu tuyến vào vị trí tập kết, tổ trinh sát của tôi đi cùng tiểu đoàn 3 gồm đại đội 9, 10, 11 và 12. Mỗi người đi cách nhau khoảng 1 mét, phía sau ba lô có miếng vải trắng làm dấu, khoảng một tiếng nghỉ giải lao 50 phút, vì đường đã mòn nên bộ binh đi nhanh hơn. Chúng tôi khi đi trinh sát, vui nhất là chuyện truyền khẩu lệnh, đi phía trước chúng tôi thấy có một cái hố, chúng tôi truyền về sau coi chừng có hố. Không hiểu sao khi đến cuối đội hình, thành ra coi chừng có hổ. Anh nào cũng lăm lăm súng trong tay chuẩn bị tiêu diệt hổ. Khoảng 3 giờ sáng các đơn vị ém quân thành công không bị lộ. Trăng đã gần lặn ở hướng Tây, bóng mờ mờ của ánh Trăng cũng giúp cho chúng tôi khối việc. Tôi nằm cùng công sự với anh Bảo, đại đội trưởng đại đội 10, cách vị trí đồng chí thông tin chôn máy ngày hôm trước khoảng 200 mét, lặng im và nghe ngóng. Toàn bộ tuyến thông tin ngưng hoạt động xa xa tiếng côn trùng kêu như khúc nhạc du dương kiểu rừng rú, ai mà không quen nghe cũng lạnh tóc gáy. Tiểu đoàn 3 là đơn vị có truyền thống đánh mở cửa, và trong trận này, chúng tôi đánh dồn toàn bộ đội hình chúng xuống hồ nước. Một điều bất chợt xảy ra không bao giờ có trong phương án tác chiến. Một bầy heo rừng đi sộc vào hướng đại đội 9, có lẽ nó tìm đường xuống hồ uống nước. Sau này nghe anh em kể lại vì tôi ở hướng đại đội 10, tất cả bộ đội ta phải nằm chết dí trong các công sự không dám ngẩng đầu lên thời gian trôi qua nặng nề và tĩnh mịch. Tôi biết dù rằng mệt nhưng hầu như anh em ta thức trắng không ngủ. Trăng lặn báo hiệu trời gần sáng, tôi thấy bộ đội ta dục dịch. Trời sáng đủ để quan sát, tôi nghe tiếng pháo 105 từ trận địa Oza đau đao bắn trình tọa độ năm trái. Và sau đó cả pháo 155 cũng tham gia tác chiến một cách tích cực. Đội hình địch rối loạn, những tiếng kêu la thất thanh. Chúng bắt đầu bắn vu vơ vào đội hình ta, nhưng rất yếu vì lo tránh pháo. Pháo ta bắn cấp tập trong vòng 10 phút đạn pháo dài đều khắp vùng bờ hồ, ở vị trí của đại đội 11 đạn pháo ta nổ cách rất gần. Bỗng hai vòng sáng lóe lên hướng đại đội 9, và tôi biết rằng mìn DH-30 như cái nón lá đã nổ. Hỏa lực cá nhân và trận địa khai hỏa đồng loạt, địch chống cự quyết liệt, chúng bắn mạnh nhất là d caret đạn vướng phải cây nổ ầm ầm trên thân cây. Ta có một số thương vong do đạn bắn kiểu này, súng 12,7 của đại đội 12 đi theo hướng đại đội 9 bắn liên tục vào đội hình địch, và địch cũng không thiếu 12,7 cũng bắn mạnh vào hướng ta. Lúc này mới thấy đạn cối của địch nổ hướng đại đội 9, vì chúng biết đây là hướng chính. Bộ đội ta xung phong tiến lên hòa lẫn cùng tiếng súng của địch. Phía bên kia bờ hồ tiểu đoàn một cũng đánh mạnh, và hỏa lực cả hai bên nổ vang trời đỏ rực. Hướng tiểu đoàn một tôi thấy địch nhào xuống bờ hồ, vì chúng vỡ trận trên hướng này. Nhưng trên hướng đại đội ba chưa tiến triển như ý, đại đội chín bị khủng lại và tôi thấy anh bảo đại đội trưởng đại đội 10 cầm ống nghe, trực tiếp nhận mệnh lệnh đánh vòng sang phải hỗ trợ cho đại đội 9, để nhanh chóng chiếm lĩnh vị trí. Tôi và hai trinh sát của trung đoàn 95 dẫn đại đội 10 vòng sang phải và đánh tạt vào sườn của chúng. DKZ của địch vẫn phát huy hết cỡ, bắn rất rất vào đội hình ta. Sau này nhìn lại sơ đồ trận đánh, tôi mới biết là chúng tử thủ vì không còn con đường thoát. Bị chọc vào sườn chúng, bị phân tán hỏa lực nên đại đội 9 tiến lên chiếm những vị trí đầu tiên trong công sự đơn sơ của địch. Chúng bị đồn hết xuống bờ hồ và mất thế thượng phong nên chống cự rất yếu. Đại đội 9 đã lấy được khẩu DKZ của địch, có 3 thằng chết chồng lên nhau do chúng loạt đạn 12,7. Không còn đường thoát chúng mở đường máu đánh thẳng vào đội hình của đại đội 10. Lúc này đã bị phân tán do chi viện cho đại đội 9. Anh em ta hy sinh và chúng bị chết cách nhau chưa đầy 2 mét, khốn nạn cho hai thằng tốt già chạy bậy bị anh Thùy Dương, quê Mỹ Cáp Phù Mỹ Bình Định, tặng cho quả B-41, đầu một thằng bay khỏi cổ, thằng kia cháy đen như dân châu Phi. Lúc này tôi thấy anh em tiểu đoàn một đã chiếm bờ hồ phía bên kia, và chạy dọc theo mép nước cũng bắn hỗ trợ nhưng chỉ có 12,7 và Dekaret là có hiệu quả. Bỗng xa xa có tiếng nổ rộ, và cũng không kém phần ác liệt, thì ra hướng tiểu đoàn hai có trách nhiệm đón lòng phát hiện địch tăng cường chi viện, và chúng cũng phát hiện ra ta nên choảng nhau hướng đại đội 2, nghe tiếng cối của địch liên tục và hỏa lực của ta nghe yếu hơn. Sau này biết là chúng tăng viện hơi đông và có hỏa lực mạnh. Pháo binh chi viện cho hướng đại đội 2. Lúc tôi tiếp cận được với đại đội 9, thì cũng là lúc trung đoàn 95, lệnh cho tiểu đoàn 3 tăng cường cho tiểu đoàn 2, đánh địch chi viện, chủ yếu là đại đội 10 và 11. Vì anh em đại đội 9 khi đánh mở cửa có thương vong và đang giải quyết thương binh, tôi thấy chính trị viên tiểu đoàn 3 đang đồn đốc anh em đưa thương binh rời khỏi trận địa và tổ chức cấp cứu. Lúc này tôi nghe rộ tiếng súng cối, không phải ở nơi giao chiến mà ở xa hơn trong hậu cứ của chúng, tình hình tiểu đoàn hai không thuận tiện lắm. Từ vị trí đón lỏng bây giờ thành hướng chính của trận đánh, pháo binh ta vẫn chi viện trên hướng tiểu đoàn 2 càng mạnh hơn. Nghe tiếng súng có khác, do đại đội 10 và 11 chi viện kịp thời, địch bị phân tán hỏa lực nên cường độ dồn và tiểu đoàn 2 bị giảm rõ rệt anh em tiểu đoàn một làm chủ phía bên kia bờ hồ và sang hỗ trợ tiểu đoàn 3, nói chung và đại đội 9 nói riêng, giải quyết chính sách thương binh tử sĩ. Tiếng súng ở hướng tiểu đoàn 2 cũng giảm dần. Tôi đi dọc bờ hồ thì thấy xác địch nằm ngổn ngang, chúng bị đạn pháo và 12,7 là nhiều. Anh em tiểu đoàn 1 đang thu vũ khí, bỗng tôi thấy đồng chí thông tin chạy về hướng chúng tôi và anh ta hỏi tôi có nhớ vị trí chôn máy prc 250 không? Lúc này tôi mới nhớ ra chuyện này tôi dẫn anh đến, anh moi đất lấy máy lên, máy nằm trong bọc ni lông dày nên cũng không sao, và anh mở máy gọi về đơn vị. trận đánh kết thúc, cả trung đoàn 95 lần lượt thu quân. khi ra đến con đường lớn nối thông ra đường 19, tôi thấy có anh em e29 và e726, hay 762 tỉnh đội đắk lắc có mặt ở đây. thì ra trong lúc chúng tôi tác chiến, sư đoàn đã lệnh cho các đơn vị này phòng thủ phía sau trung đoàn 95 tránh tình trạng địch đánh từ phía sau như chúng thường làm và điều này đã không xảy ra. Đường thông, trung đoàn 95 dùng xe GMC lên sát trận địa, đưa thương binh, tử sĩ, súng đạn thu được của địch về căn cứ của trung đoàn. Trận này chúng ta tiêu diệt hàng trăm tên địch, trinh sát chúng tôi ít khi được biết con số chính xác thương vong của cả hai bên, vì đây không phải là việc của trinh sát, giỏi lắm thì cũng chỉ biết hướng mình tác chiến. Sau đó chúng tôi giúp anh em thông tin thu đường dây hữu tuyến và về đơn vị. Con đường này, gọi là đường Công Hương, là nơi tập kết hậu cần cho cuộc tổng tấn công cuối tháng 12 năm 1978. Sau khi chiến khu vực này, chúng tôi bàn giao cho D-50, D-52 tỉnh đội Bình Định và Trung đoàn 812, Sư đoàn 309 chốt giữ và làm bàn đạp. Xuất phát từ đây Trung đoàn 812 đã đánh mở cửa trên đường 19, khai mào cho chiến dịch giải phóng nhân dân Campuchia khỏi họa diệt chủng ngày 22 tháng 12 năm 1978. Hết phần 2 Kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp phần 3.